Chúng ta đang sống trong lời cõi,
ta bà này bao nhiêu cái gian nguy cũng khổ, bao nhiêu cảnh chiến tranh, bao nhiêu cảnh mà thiên tai đã làm cho chúng ta vô cùng đau đớn, nhất là cái cảnh mà người cùng người vì tranh giành địa vị, vì quyền lợi gì đó để rồi chém giết lẫn nhau. Cho nên cái đại hội đó đã được mở ra trong ngày 15/12/1999 để tìm ra một phương pháp hầu đem lại hòa bình cho nhân loại. Phúc duyên ba ngày trôi qua thì đại hội đã đứng đầu và công nhận nếu có người nào có một phương pháp nào đem lại hòa bình với nhân loại thì không ai khác hơn đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và chỉ có Đạo Phật mới có tư cách để đem lại hòa bình với nhân loại. Chúng ta là người của Đức Phật, quán chiếu lại cuộc đời của Đức Phật chúng ta và quán chiếu lại cái tôn giáo Phật giáo của chúng ta. Từ ngàn xưa đến hôm nay chưa bao giờ dùng một chính quyền, chưa bao giờ dùng một cái uy lực, chưa bao giờ dùng cái là mê tín dị đoan để mà mê hoặc quần chúng, để mà thao túng nhân loại. So với các quốc gia khác, so với các tôn giáo khác, là chúng ta rất hạnh diện. Chính vì cái sự hạnh diện đó, và chính vì cái sự công nhận của quốc tế đó, mà cái ngày quốc tế để thừa nhận cái lễ Vesa của chúng ta. Trước hết là cái Phật đạo này còn nằm trong ba cái lễ của Phật giáo chúng ta. Còn nếu là người còn đắm chấp trong cái tham sân si thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ mãi mãi luân hồi. Chính vì cái đó về làm lễ tưởng niệm là để ôn lại quá khứ Đức Phật và nhìn lại hiện thời mình đã làm được gì, đã là một người đệ tử Phật xuất gia tại gia làm được gì và tương lai chúng ta đi về đâu. Hãy suy gẫm câu này và ngay từ bây giờ không còn thời giờ sắp xa nữa, hãy nhất tâm hướng về Tam Bảo để mà cầu ai sám hối tất cả tội trước ác trước bá trước mà bao đời kiếp chúng ta đã gây tạo từ thân mà ý. Có được như vậy thì mỗi lễ tương niệm Đức Từ Phụ Đản Thanh hôm nay sẽ là một lễ thành tựu viên mãn cho tất cả người con Phật thể chung và bản thân chúng ta nói riêng. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý lực vị thân an tâm lạc, phước khí trọn đầy và tiến tu đạo nghiệp tên sự giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính cảm ơn các lời từ của thầy và chúng con xin được ghi nhớ những lời thầy đã căn dặn. Trời ơi, đừng làm
bằng. Thầy dạy khắp thời người cha lắng chung bốn loài quý toàn một niềm. Dứt sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tán tháng ức kiếp không cùng tầng. Nam mô Lâm Thị Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đàng Thanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm Ất Mùi, nhằm ngày 24 tháng 5 năm 2015, đệ tử chúng con xuất gia tại Gia Văn Tập tại chùa Nam Hòa tại Nhật Bản thiên lễ kỷ niệm ngày đàn sanh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật lần thứ 2639. Đệ tử chúng con đốt nén tâm hương cúng dường mười phương Phật Pháp Tăng Thùy Từ chứng minh gia hộ. Hiện tiền đệ tử chúng con thân tâm thương lạc mạng vì bình an. Tam tai bát ngàn tần tiêu trừ phước thọ tăng lăng sợ nguyện tùng tâm sợ câu như ý. Lại nguyện hồi hướng cầu nguyện thế giới trường tồn chúng sinh an lạc. Phổ nguyện cầu nguyện âm siêu dương thái hải yên na thân quân sư huấn dục phù màu sanh thần đàn na tiên thế công phu công quả tăng ích phước điện pháp giới nhân thiên tình như vô tình đồng viên chung trí tề thành Phật đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật chúng sinh tán thương rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới đế châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang. Nhân tâm thành lễ Nam mô quá khứ hiện tại vị lai thập phương tam thể nhất thiết tôn pháp. Tăng tài thế gian thường thân hành thuyết pháp độ quân bên. Nhân tâm thành lễ Nam mô quá khứ hiện tại vị lai thập phương chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng.